quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Và đây là những tảng đá lấy từ Bắc Cực. Nhiệm vụ của người chơi là chúng ta sẽ đứng vào trong cái tảng đá đó, và Nguyên Khang sẽ đọc một bài thơ. Trong lúc mà chúng ta di chuyển, các anh sẽ lấy cái bánh bao ngon nhất Sài Gòn. Thưa quý vị, nhiệm vụ của chúng ta đó là ăn cái bánh bao này, đứng vào trong cái tô đá này. Và khi mà Nguyên Khang chúng ta đọc, ví dụ Nguyên Khang đọc là mỗi năm hoa đào nở, Nguyên Khang sẽ quay lại giống như là đập tường vậy đó, và chúng ta sẽ phải giữ nguyên hình ảnh, cố gắng đi thật chậm thôi, để chi nhai hết cái bánh bao này. Mà trong lúc mà Nguyên Khang vừa mới đến để đọc hết bài thơ này, kịp thời chạm vào Nguyên Khang đọc lại y chang bài thơ này, cứ đúng một câu được cộng 10 điểm. Rõ chưa? Vâng, xin mời hai thành viên đầu tiên bước ra đây ăn cái bánh bao trứng cút đà điểu. Thành viên đầu tiên vô đây. Cái nhóm này rất là đơn giản. Nó thấy cái bánh bao trẻ trung, ta nên là đẩy tôi ra thôi. Đơn giản là như vậy. Chuẩn bị lấy hai cái bánh bao trứng cút đà điểu. Và bây giờ sẽ là bài thơ dành cho hai thành viên đầu tiên với tên gọi Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận. Xin mời. Trời ơi, trời ơi. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp. Sóng gợn. Con thuyền xuôi mái. Trời ơi. Nước song song thuyền về nước lại. Thật à, bớt chuyện chuyện sau khi nói. Sầu trăm ngã bước cả quỷ một cành khô lạc. Lạc mấy dòng. Sống gần Tràng Giang buồn điệp điệp. Ơi, con thuyền xuôi mãi nước song song. Thuyền về nước nghe nuốt. Lại sầu trăm ngã củi một cành khô lạc. Củi một cành khô lạc. Rồi, xin mời Thắng đọc bài thơ. Sóng vỗ Tràng Giang. Hình như mấy câu vậy? Bốn câu. Câu đầu tiên không đúng, sau câu ba câu sau đúng rồi. Mời em, mời Thắng về chỗ. Thắng ơi Thắng, cái này là mình chơi, mình nhớ bài thơ chứ không phải là thi ăn đâu. Đúng rồi. Ăn con nhanh vô mà đọc không được. Mời em. Dạ. Em đọc thơ đi. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp. Con thuyền xuôi mái nước song song. Con thuyền xuôi mái nước song song. Xác. Thuyền ai lấp nước lại sầu trăm ngã. Cái gì vậy? Thuyền về nước lại sầu trăm ngã. Hay quá, chính xác. Câu 4. Thuyền về nước lại sầu trăm ngã. Nhớ mua tả sữa về cho con. Hay quá. Câu cuối là sao? Cái câu cuối là vợ tôi dặn tôi vậy á. Đi ra thuyền đánh cá mà có mua tả sữa nữa. Có tiền tập quá. Như vậy là ba câu đầu tiên với sự trợ giúp của anh Trực thì Tuấn đã đọc chính xác. Hay quá. Tuy nhiên, ban tổ chức đã quy định nhắc là bị trừ điểm. Mỗi một câu đúng được cộng 10 điểm, trừ đi 10 điểm do nhắc nên không có điểm. Trời ơi. Riêng câu cuối cùng tự sáng tác của nhà thơ Huy Cận không có cái câu tả điểm sữa đó, nên đội của chúng ta bị trừ thêm 10 điểm nữa. Và như vậy đội của chúng ta âm 10 điểm. Xin cảm ơn các bạn. Lần đầu tiên đi chơi game show mà bị MC gài. Bắt đọc quá trời luôn, cuối cùng bị trừ điểm. Xin đọc lại. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp. Con thuyền xuôi mái nước song song. Đúng rồi. Thuyền về nước lại sầu trăm ngã. Đúng luôn. Củi một cành khô lạc mấy dòng. Không hề có. Tại cái câu cuối hồi nãy em chưa có đọc là nó dỗ rồi. Nó dỗ em rồi. Bây giờ để cho anh thể hiện tài năng của mình, mời anh Hoàng Mèo ra thi đọc. Ra đi. Thời gian thi bắt đầu. Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Ta về mình có nhớ ta. Ta về ta nhớ những. Những hoa cùng người. Ôi rừng mẹ. Xanh hoa. Nuốt đi tránh trường hợp bị nghe. Chuối đỏ tươi đèo cao nắng ánh. Đèo cao nắng ánh. Đèo cao nắng ánh. Dao gài thắt lưng. Ta về mình có nhớ ta. Ta về ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi. Mèo ơi có nuốt được không mèo? Đèn cao nắng ánh. Dao gài. Mèo mang khó dễ sợ. Thắt lưng. Ôi ôi. Chưa. Ta về mình có nhớ ta. Chính xác.
mình về ta nhớ. Hàm răng mình cười. Hoa mình cười. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi. Chính xác. Cái gì nữa ta? Cái gì mà cao cao gì đó mà? Cao cao gì? Cao cao bên cửa sổ có hai người yêu nhau. 5, 4, 3. Quên rồi, hết rồi. 2. Em đọc lại từ đầu. Đọc lại. Thưa quý vị, có hai đáp án chính xác là câu 1 và câu 3. Được cộng 20 điểm. Xin chúc mừng. Wow, em ơi, đi đổ quá. Cảm ơn. Hay quá cha. Bước lên đây. Mời anh đọc. Không được đâu, đọc là bị trừ điểm. Không nhắc nha. Không nhắc. Ta về, mình có nhớ ta. Đúng rồi, phía trước. Rồi, ok, tốt. Tiếp, câu số 2. Mình ơi. Ta về không nhớ thì ta nhớ rồi. Tiếp tục, câu số 3. Rừng xanh, hoa chuối, đỏ tươi. Rồi, hay. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Rồi qua tới vài ca dao khác luôn quý vị. Dạ, thưa quý vị, họ đã đọc đúng được câu đầu tiên. Ta về mình có nhớ ta. Đúng rồi. Đọc đúng câu rừng xanh hoa chuối đỏ tươi. Tuy nhiên câu rừng xanh hoa chuối đỏ tươi là do anh Trực nhắc. Và trong phần thi vừa rồi, đội của chúng ta chỉ có một đáp án chính xác, được cộng 10 điểm. Xin chúc mừng. Trời ơi, thua có 10 điểm thôi. Tuy nhiên trước đó đội của chúng ta bị âm 10 điểm. Cộng 10 điểm nên đội của chúng ta không có điểm. Trời ơi, cái vô âm 10 điểm là bị gài đó. Nhắc bị nhiều điểm, điểm ta nhắc quá trời quá đất là. Thôi, ban tổ chức của chúng tôi nghĩ không nên làm như vậy. Do nên chúng tôi vẫn khuyến khích tinh thần thi đấu có phần hơi gian lận của đội bạn, nhưng không được làm như thế nữa. 8 cái camera đây đều bắt hình cả, nên đội của chúng ta được cộng 10 điểm. Xin chúc mừng. Mời thầy ra đây, thầy rất hay lắm. Mời thầy ra đây. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của hai thầy trò. Mời hai đội chơi, hai người chơi cầm hai đĩa chanh lên. Và bây giờ sẽ là bài thơ Sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh. Ôi, bài dễ nè. Ôi con sóng ngày xưa, và ngày sau vẫn thế. Nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Ôi con sóng, ôi con sóng ngày xưa, và ngày sau vẫn thế. Xin mời người bơi thầy đọc bài thơ. 3, 2, 1 vô. Ôi con sóng ngày xưa, yes, và ngày sau vẫn thế. Hay. Nỗi khát vọng tình yêu chuẩn, bồi hồi trong ngực trẻ. Đúng rồi, cộng 40 điểm. Xin chúc mừng. Hay quá. Thôi, mời thầy vô trong. Rồi, ra đây. Trên đời. Rồi mời đọc thơ. Ôi con sóng ngày xưa. Ôi con sóng ngày xưa, tiếp tục. Ba ngày sau vẫn thế. Ba ngày sau vẫn thế, tiếp tục. Ra đây, nhìn đây, nhìn đây. Ồn quá. Cạn. Ồn. 5, 4 gì còn ba. Ôi sóng vỗ về thương cát biển. Trời ơi, thôi thua luôn đi, thua luôn. Thua luôn, chứ ổng là rối não thì làm sao mà ta nhớ được. Như vậy, chúng ta chỉ đọc đúng một câu duy nhất. Và ngày sau vẫn thế. Và kính thưa quý vị, sau phần phá bệnh rất chướng tai của đội bạn, Hoa Hiệp đã không thể đọc nốt những câu cuối cùng. Tại sao nãy không lên điều này má? Chứng tỏ anh ấy không đủ bình tĩnh để đọc nốt những phần còn lại. Đọc sau không được điểm, cho nên đội của chúng ta không ghi được điểm nào cả. Ủa, bắt đọc chi vậy? Ôi vậy bắt đọc chi trời? Đọc cho vui mà thôi. Rồi. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng bước đến vòng 2 của chương trình Bắn Lĩnh Ngôi Sao. Wow.